Em Quang Vững xin kính chào quý bác. Mời quý bác trường âm trường vẻ đẹp của tuyệt phẩm Odo 4 bông thùng 3 buồng khủng. Nó có kích thước chiều cao là 60cm và chiều ngang 65cm. Đây là một trong những chiếc đồng hồ sáng giá nhất và cũng là đặc biệt hiếm có của thương hiệu Odo. Kích cỡ to, đẹp. Đấy, và thấy toàn bộ cái vỏ thùng vân nu đối xứng với nhau rất là đẹp và bốn góc được chạm trổ bốn bông hoa đào và nho. Bên dưới là kính vệ thủy cũng đào và nho đi cùng bộ luôn. Đấy, cùng hợp xứng luôn, rất là đẹp. Có tay nắm cũng là sành điện mặt bát giác nằm số nổi trên cả kim hình khối. Em ở bên trong là để bác xem. Bên trong. Đấy, bên trong thì giấy tờ hướng dẫn sử dụng còn nguyên. Đây sử dụng còn nguyên. Bác nhìn kỹ cho em. Đây sử dụng còn nguyên. Đó, đây này. Giấy còn nguyên. Đó. Đấy. Và trong thùng thì có dập chữ Caric, tức là vỏ này do thương hiệu Caric đóng. Đấy, mặt bát giác số nổi chân cài vàng hồng. Đấy, bạn thấy rất đẹp. Và Odo máy vú đồng côn 3 số 1 côn lùi chơi hai bản nhạc khai ca lồng bảo ghép tên thương hiệu đặc biệt mà nhạc đặc biệt của Odo làm nên tên tuổi của Odo. Thì bây giờ để đỡ mất thời gian của bác, mời bác thử âm luôn 15 phút bản nhạc khai ca lồng. Được hai ạ. Xíu này cần gạt đấy nhé. Cần gạt, gạt vào trong sẽ bằng Webminton truyền thống. 15 phút. Rất là ngân đúng không ạ? Đấy, mặt số rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Đó. Bên em sẽ cho đánh em gạt về bản nhạc cào gai ca lông nè. Hát ra ngoài là gai ca lông. Bạn biết là gai ca lông là nằm lên tên tuổi, thương hiệu và nhạc độc quyền của thương hiệu Odo đánh bình bong. Đấy, cho đánh một tiếng. Rất là hay mà, bên nhạc rất là ngọt ngào, bên bính bóng rất là mạnh mẽ, bạn nghe và nghe. Và bộ máy bạn thấy còn rất là đẹp và chạy cực kỳ tốt. Bác thưa các bác là mặc dù được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1930-1940, nhưng bác thấy tình trạng chiếc đồng hồ này còn rất đẹp. Máy thì hoạt động cực kỳ tốt rồi. Đấy, yên tâm là về cót cùng thì chạy tuần, thậm chí là hơn tuần luôn các bác. Và vỏ thì đặc biệt, bạn thấy không? Cái vỏ bên ngoài thì hiếm có những chiếc vỏ đẹp như thế này. 30 năm rồi tình trạng có rất là đẹp.
về em chỉ con vẫn chỉ nấu chùi sơ qua thôi bác nhé. Đấy thì nó bắt cái vỏ này rất là không những nó đẹp rồi mà nó còn mang cái tính chất nhân văn ý nghĩa rất là nhiều bác nhé. Ở bốn góc bốn bông gồm có nho và đào, kính cũng nho và đào, biết là nho và đào đối với người Pháp nói riêng và người châu Âu nói chung thì nho và đào nó biểu tượng cho sự cao quý, hạnh phúc, tại vì bác biết là nho làm rượu rồi và cũng là cái thứ, những cái câu chuyện, những cái tác phẩm nổi tiếng thường hay ví với nho, đào cũng thế, này nó rất là tinh tế và tuyệt vời. Thì hôm nay con vẫn giới thiệu các bác vẻ đẹp và âm thanh chiếc đồng hồ này là như vậy. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng cổ con vẫn.